Jerry cảm ơn thích khách. Nghe là gì cho mỏi rồi đúng không? How? Lạ nhỉ. Thế thì các bạn hãy xem hết video này để biết được con tướng 4 tiện hệ ra quân bắn tiện này, nó mà cầm ấn thích khách thì cho mỗi lọ cỡ nào nhá. Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta là Jerry, một con bài với khả năng tăng tiến sức mạnh vô hạn. Nó sở hữu kỹ năng tấn công lan và kết liễu kẻ thù ở ngưỡng máu tử, nên là có thể nói Jerry là một trong những con tướng 4 tiện đạt tỷ lệ thắng võ tốc cao nhất. Thôi, không dài dòng nữa, chúng ta hãy vào video luôn để xem là Jerry thích khách thì có gì hay ho nhá. Mình khởi đầu với huyền thoại Ben Gu và vài món đồ như là một cái cung, một cái kiếm và một giọt nước mắt nữa. Con người tính tình cẩn thận nên là mình đã chọn Ben Gu là mình chọn luôn khổng lồ hóa, không cần quan tâm hai cái lõi kia là lõi gì luôn. Máu nhiều thì sợ gì mà không thua, bài ba chết một sao nên là mình bị cái con cá mập này nó cắn ngay ra đầu tiên. Nói vậy chứ vẫn phải áp 4 kẹp thêm đấu sĩ với cả hai phù thủy tối thượng nữa, lắp luôn cái diệt cho Mazaha cầm giữ máu. Gặp luôn ông này hai đấu sĩ kẹp gì nhưng mà chưa lắp đồ nên là mình cứ thế thắng thôi. Sao thì cái mùi caro ở đâu ấy nhỉ? Oh no. Sau đấy thì Cassiopeia tức lên 2 nên là mình thay luôn 3 Surima vào rất là loằng ngoằng. Trộm vía là gặp một đội hình full 2 sao nhưng mà không có đồ, lại còn không có họ hàng gì với nhau cả. Thế là mình thắng và tròn 10 tiền nên là không phải bán Orianna đi, cứ để đấy biết đâu nuôi được khủng long thì sao. Cái vòng đi chợ này là minh chứng rất rõ cho cái câu muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác mà không ai chịu được cái này. Nhìn những cái thứ ngon nghẻ là lượt bị húp hết thì cũng đau ấy, nhưng mà chịu thôi. Sona cầm đen máu ấy, do cả cái chất cầu nguyện nên là về nó ra dây si thật. Chờ có mỗi thế là mình thay luôn 3 Beethoven vào để úm ba la ra con khủng long. Gặp ngay ông này hư không nhiều 2 sao lại còn có đồ, vừa trâu vừa có đam nên là khủng long của mình tích được 3 số đầu tiên tại vì thua mà. Thay veo còn vào chỗ của Cassiopeia rồi bán hết luôn đi. Bán cả video tròn 20 tiền. Nuôi khủng long thì cứ phải thua với cả ôm tiền đã. Ông này chơi cái gì chả biết nữa, kém linh ta linh tinh mà cũng đấm mình đi ba chép. Rồi đánh quái thì mình có thêm một eco, một ít tiền với cả một cái gậy phép nữa. Tới 3.1 thì mình gặp cái ông này yếu điên. Đánh cái gì mà hư không cũng không có, kẹp thích khách rồi phù thủy tùm lum mất cả chuỗi người ta. Cái vẫn là ba cái lá bạc phèn, cảm giác hơi thiếu đồ nên là mình lấy luôn tiếp đến trang bị và được trả cho cái máy chiếu phèn thật. Cái này cho cuối game đi ok hơn, nhưng mà thôi có cái để dùng là được rồi nha. Đúng vậy. 3.2 thì mình gặp ngay một ông chơi hư không kẹp lắc. Nhìn con lắc 4 tiền đứng đằng sau khó cả team mình từ đầu đến cuối mà tiền đình luôn. Team mình không thể nào xuyên thủng được dàn đấu sĩ với cả cá hư không của team bạn, nhưng mà thôi còn 102 máu với cả 40 tiền thì cũng chấp nhận được. Sau đấy thì mình thua tiếp vì gặp cái ông Ionia hiệu triệu nhân toàn 2 sao. Thôi đi chợ xem có cái gì khả quan hơn không. Có cái nước mắt này về ghép một lũ cũng được ấy. Ori cũng lên 2 rồi, tưởng ghép ổn mà game lạ đấy. Lại thử thách mình bằng cú gặp gỡ một nhà level 76 hư không. Còn gì để nói đâu, phú nào luôn. Veo con cầm đồ mà không có pháp sư đá chú trông nó cứ thích níu nào ấy. Thôi mình đổi cho Asia cầm đi. Daisy cũng lên 2 rồi, trông yên tâm hẳn. Đúng vậy, ông này yếu xìu mới có level 5 nên là khủng long của mình lại được chuyển hóa sức mạnh. 15 số ở đấy. 3.7 thì mình thay Eco và Ori để kích Zaun và vẫn giữ được TH. Xong rồi đánh sói thì mình có thêm rất là nhiều tiền với cả một cái giáp máu nữa. Mình áp 7 thêm Talia vào là kích hoạt được Surima nữa. Tầm này thì team ổn hơn rồi, không thể phèn như vừa nãy nữa. Cái ô hư không này làm đổi chỗ nãy giờ mệt vờ lờ luôn nhá. Nhưng mà tên này vị trí đẹp cho Azien đứng, tự dưng thì đỡ mệt hẳn. Thắng luôn cái nhà hư không Kai'Sa này, tại vì tanh không đủ câu giờ cho Kai'Sa nên là phải thua thôi. Lõi cuối cùng là lõi kim cương. Mình roll được vương miện bắn tỉa ngon vờ lờ. Hai xẻm cũng ngon luôn, nhưng mà mình lấy túi đồ URF để tăng độ khó cho game. Ủa gì đó? Mình lắp luôn kiếm súng cho Azien và bị ăn đấm vì là gặp cái nhà này Ionia có hai con rát vàng rồi, khổng lồ hóa mà còn có 65 máu rồi đấy. Ôi trời ơi. Nhưng mà mình vẫn rất bình tĩnh, áp dần lên 8 và gặp cái nhà này thiện xạ thì thua hai chết. Đúng là sau cái lõi kim cương thì bao giờ nó cũng nhanh, ý mình là tụt máu nhanh ấy. Lượt đi chợ này thì mình lấy Swain cầm găng thôi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu, vẫn còn lì lợm lắm. Mình nhất quyết là không roll, chỉ áp 8 thêm cờ lẹt vào và lắp ấn thích khách. Và tất nhiên là gặp lại cái nhà 6 hư không lúc nãy. Giàu còn mạnh hơn vì hack được rất là nhiều đồ từ lõi trang bị đầy đủ thì mình cứ đi nguyên sàn thôi. Còn có 40 máu rồi đấy. Thấy ghê ghê nên là mình cũng roll dần. Thích khách chả thấy đâu mà thấy mỗi hai con Jerry này. Round này mình lại chạm trán một nhà hư không tiếp. Trời ơi cái màu tím tím này nó ngứa mắt gì đâu. Nhưng mà con veo còn này ít đam lắm, Asia của mình được chơi rồi. Thế là mình thắng với một chết. Rao quái ở 4.7 thì cho mình khá là nhiều đồ. Nào là giáp này, nước mắt này, rồi thì váy, BF với cả một cái đen máu nữa. Ron thêm một tí thì mình có đây em cúp bế cầm kéo quen. Trốn ở đâu mà giờ mới ra. Mình thay luôn vào form 4 thích khách và cho Jerry cầm ấn bởi vì là nó lên 2 rồi. Đồ đạc thì lắp cái diệt cho Jerry, còn đồ tanh thì cho A chốc cầm. Nhìn đội hình có đến nơi nào đâu, chỉ có là đen gặp cái ông Ionia này giáp vàng, ông ấy cấu mất toi thêm chục máu nữa. TH nhà mình được 30 số rồi, đến lúc mình phải thắng rồi. Đấy, nó có sai đâu, dập lửa luôn cái ông thiện xạ này. Tại vì là ông ấy chưa roll đấy. Mình roll tiếp thì thấy nhiều Jerry vãi, 7 con lận. Thế thì mình nên cô con Gwen lên để giữ máu thì nó đột kiếm Jerry 3 nữa. Tin tưởng vào Gwen là đúng rồi, cúp bế trả thù cho mình cái ông hư không hách đồ này. Cắt kéo rất lắt léo từ hàng trước đến hàng sau của đối thủ, không chừa một ai luôn.
A Chốc cầm kiếm ngon quá, nó phải là của mình. Cái ô hư không này thì mình vẫn tiếp tục nhường cho Gwen, và tất nhiên là Gwen không phụ lòng của mình rồi. 5.5 mình gặp nhà 7, nó sát với Azir cầm ấn. Gwen từ lúc focus vào Darius của đối thủ thì liên tục nhận đam, nhưng mà nó không hề ấn gì cả. Nó luồn ra được phía sau của đối thủ và nó tiễn luôn Azir chỉ với hai nhát cắt. A Chốc ba đầu tay khá là trâu nên là Jerry cũng được thoải mái gây đam ở phía sau. Thế là mình win. 5.6 lại là cái ông hư không đam bằng Velcot này. Thế thì mình lại giữ được đủ 30 máu thôi. Làm sao mà ăn được mình. Đoạn này thì canh chắc cứ xui mình bán khủng long đi. Eo ơi, cái thứ tàn nhẫn nuôi nó vất vả như thế mà cứ hơi tí là đòi bán. Nói chứ mình cũng bán được 5 mảnh đồ các bạn ạ. Thằng chó, mày lừa bố mày. Xong thì con rồng cho mình thêm ít tiền với hòm đồ. Mình mở ra lấy thêm cái giáp máu nữa. Chương trình gương mặt thân quen đây rồi, vẫn là cái ông hư không hách đồ. Mà lần này thì ông ấy có thêm con Rai cầm đồ rồi khống chế rất là khó chịu. Đoạn này thì hết quen rồi đấy. Quen rất là cố gắng nhưng mà không thể làm được hết. Còn Jerry thì nó lạ lắm. Tí nữa thì win, tí nữa thôi. Còn 17 máu thôi, lắp được thêm cái diệt cho JC, quyền năng cho thần chó và thay dép vào chỗ của Vi để có được 5 thích khách. Mình cũng roll nốt nhưng mà không có thêm con Jerry nào cả. Sau 6 thì mình đối đầu với nhà Ionia. Em búp bê này ngay lập tức bị Seth kéo về làm choáng và sau đấy thì liên tục nhận đam từ Aphelios nên là bốc hơi trong một nốt nhạc. Jerry và A Chốc cánh tim nhưng mà không nổi. Mình còn cũng đúng 4 máu hấp hối rồi. Ôi trời ơi, không cần du côn nữa, mình bắt kêu và cho đủ 6 thích khách luôn. Hợp lý. Ngay sau đấy thì mình gặp một nhà hư không vừa nổ trứng vàng. Cứ tưởng là mình sẽ về với Di Vãng nhưng mà không. Jerry, A Chốc phải ở quen team mình quậy nát lòng team địch luôn. Mày chiều thẳng vào mặt Kai'Sa không chịu ra skill nhanh quá. Ari 5 tiền có đồ nhưng mà nó ra skill rất lâu đúng không? Các bạn có thể thấy thì comment ở phía dưới nhá. Chứ nó mà ngon như cái giá 5 tiền của nó thì ông này đã không bị mình đấm cho cút luôn như này. Ra ngoài. Úi dồi ôi, Jerry kìa, nhà có 7 con rồi, ngu gì không lấy. Về cái là mình roll gấp nhưng mà đếch ra thêm con nào cả. Gặp nhà 6 hư không hách đồ thì mình cứ tưởng là mình phải lấy Jerry 3 ở game sau cơ. Nhưng mà nhìn kia, A Chốc bị Kasate hất tung và đẩy lùi liên tục và nó vẫn quay trở lại cuộc chơi. Susan tanh rất trâu, ở dưới thì Jerry liên tục gây đam, còn Senna thì búp giáp hỗ trợ. Gwen bị hạ gục sớm nhưng mà anh em của Gwen đi không. Và mình vẫn lì lợ ở lại được cái lobby này. 6 thích khách cái nó khác bọt hẳn. Và sau đấy thì mình có gặp cái bóng của nhà Ionia và tất nhiên là vẫn chưa bị hạ gục. Đánh rồng ngàn tuổi thì mình có thêm được một ít tiền với một hòm đồ. Đồ đạc giờ chả quan trọng nữa nếu mà Jerry không đủ. À không, Jerry đây rồi, Jerry từ 9, Jerry 3 sao, Jerry vạn tuế đổi đời các bạn ơi. Lấy nốt cái giáp gai cho Susan để thêm tanh, để xem là tí nữa cái nhà đang cháy kia nó sẽ đau khổ thế nào khi mà gặp mình. Mãi cười ngoác mồm không để ý nên là bị lốc mất con Susan nhưng mà không sao, còn A Chốc cơ mà. Khi mà A Chốc bị hạ gục thì cũng là lúc Jerry giật điện toàn bộ team bạn rồi. Có một round thôi mà mình đấm ông này mất 24 máu, 7.1 rồi cơ mà, rát lắm. Và giờ sẽ là round cuối cùng. Biết nhà kia có lốc rồi nên là mình điên cuồng đảo Jerry sang trái sang phải lên trên xuống dưới. Đảo như giang lạc thế này thì ông kia nhìn chắc cũng tiền đình luôn. Chịu chứ lốc gì nổi, lốc không trúng thì lại thua thôi. Jerry bắn vào sếp, vào ú súng, vào Irelia. Và sau đấy thì giật điện kết liễu hết hàng sau của đối thủ. Top 1 cho ai ạ? Cho nắng chứ còn cho ai nữa. Các bạn thấy Jerry thích khách 3 sao chất chơi người rơi chưa? Có thì cho mình xin một like nhé. Và đừng quên là comment đội hình mà bạn muốn mình chơi ở trong video sau. Chúc bạn leo rank vui vẻ. Hay quá! Xin một like các bạn ơi!